Mi thứ checking ngay giãn cách ai ở đâu ở đấy. Hôm nay ngày 5 tháng 8 2021, và chúng ta sẽ ghé thăm thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Như đã cập nhật thông tin, từ chiều ngày 31 tháng 7 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thị trấn Vĩnh Thuận. Theo đó, tính đến thời điểm ngày hôm nay, Vĩnh Thuận đã thiết lập 5 vùng cách ly y tế tập trung với 1.710 hộ dân, tổng số 7.141 khẩu. Và theo thông tin cập nhật từ Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Thuận, thì ngày 4 tháng 8, lực lượng y tế đã có kế hoạch tiến hành phun hóa chất khử trùng trên toàn bộ 4 khu phố thị trấn Vĩnh Thuận, chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 8, đợt 2 từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8, và đợt 3 là từ 18 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, tại tất cả các điểm có nguy cơ lan rộng, các điểm có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 với tinh thần ai ở đâu ở đấy, bà con huyện Vĩnh Thuận đã dang rộng vòng tay, chung sức, chung lòng, chia sẻ cùng nhau từ cọng bông súng, đọt lan đến trái ớt với tinh thần một Vĩnh Thuận mãi mãi thủ hòa. Những chuyến xe nghĩa tình tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết đến từng nhà cho bà con trong vùng cách ly y tế đã không còn xa lạ, mà trở thành một hình ảnh thân thương, ấm áp, đầy ắp một niềm tin chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19. Và miệt thứ 11 cũng xin gửi đến bà con Vĩnh Thuận một lời chúc thật nhiều sức khỏe, vững tin vượt qua những ngày khó khăn bất tiện phía trước. Và đây là những hình ảnh về những chuyến xe nghĩa tình được miệt thứ 11 ghi nhận vào chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8 2021, tại vùng cách ly y tế thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Quê hương tôi đó, tất cả mọi người luôn yêu thương nhau, chưa bao giờ là bỏ nhau. Đem theo 2 triệu đi, bệnh thì đi mua chứ sao. Được, mà không biết ở đó có mở cửa không. Có thì đi mua được. Bỏ nó cho nó. Nó đem nó xuống được ăn đâu. Đi đi, lọc đi, bỏ lọc. Lọc để đây nè.
con cá hơn 10 kg.